Đây là giáo hoa mình đã hoàn thành các bạn. Mời các bạn xem cái bước mình thực hành nha. Chào các bạn, mình là Khánh, mình đến từ Hoa Tư Hòa Nga. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm giáo hoa sinh nhật nha các bạn. Giáo hoa sinh nhật là cắm hướng dương, một bó cúc kali và 20 bông hồng nha. Hướng dương mình có 5 bông nha các bạn. Lá hôm nay là mình sử dụng lá đuôi chồn với một ít lá quế và một ít lá lan để phía sau nha. Vỏ lên gần mình cắm một vỏ nè. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hành nha. Mình cắm hướng dương trước nha các bạn. Mình chia cái khoảng cách hướng dương có đều nha. Đầu tiên là mình cắm một pha chính giữa nha. Hướng dương mà các bạn mua mà về mà nhiều cái cành của mình cái thân nó to quá thì mình cắt bớt gốc, cắt bớt cái phần thân cho nó mỏng nó nhỏ chứ nha, mình ghim vô cho nó đừng bị phủ rồi bị chết á. Bông này nó đẹp, nó lá đẹp, mình cho nó vừa vừa. Sau đó mình đi tới cúc kali nha các bạn. Cúc thì có một đường cành, mình chia cái khoảng cách làm sao cho nó tròn cái vỏ hoa luôn nha, chia cho nó đều ra. Cái phần hộp gỗ mấy bạn nào thích mà muốn cắm hộp, cái hộp nó lớn hơn thì lấy cái hộp nó lớn hơn cắm cho các bạn. Cắm hộp nhỏ vừa thôi. Cái phần bông nào mình cắm khúc nó nhiều quá cho nó vô giữa đi, sau cho nó vô giữa cho nên nó thấy cái phần hai của nó nhiều hơn. Đi cái dòng về thường thường của nó là khoảng 7 cạnh các bạn. 7 cạnh thì dĩ nhiên mình có hồng đưa thì mình đi cho nó thương thương. Còn như không có hồng thì mình đưa đi cho nó dậy chứ. Cắm mấy bạn cố gắng cắm cho cái phần hoa của mình nha. Nó vô cái phần cục xớt, mình cắm cho nó sâu xuống một chút xíu nha. Nó càng sâu nó càng giữ nó bền hơn nha các bạn. Xong một chút
Italy Nhật Bản. Mấy bạn cấm mà nhiều khi mấy bạn cấm mà mấy bạn cắt mai xong mấy bạn ghi vô phần shop á, ghi mà cứ mấy bạn cứ để vô, bạn cứ nhắm nhắm chừng chừng gì là nó vừa đủ rồi. Mặt ra nó sẽ bị mau mất nước, nó sẽ bị mau héo cái hoa đó. Bạn cố gắng mà bạn ghi cho nó sâu với bạn. Hoa hồng mình cũng gãi đều cái phần vỏ hoa nha, vì cái phần khách kìa, cái phần trống đi. Cắm là cắm sâu vô một phần giữ được nước, khi mình đi xe đi giao á, là cái hoa của mình nó không có bị xe dịch, nó không có chạy gì, khi mình cắm mà hơi hơi cái, mấy chú xe ôm, chú cầm một tay, chú chạy á. Thì cái mai của mình nó sẽ quơ quơ, gió nó tạt nó quơ, nó sẽ mình xây dịch, nó không còn đặt được cái gì mà nhỏ mà mình cắm. Trong mấy cái phần hoa mình cắm á, nó có phần hoa lớn, hoa nhỏ, cái hoa nào nó nụ một chút hay là gì đó các bạn cứ cho nó đi vòng rìa, mình lựa mấy cái hoa nào mà nó đẹp nhưng mà nó nhỏ các bạn, mình cho nó đi vòng rìa. Trong cái thời gian cắm mà lỡ cái bông nào mình tính cắm nè, mình cắt cái bông hồng nó lỡ ngắn quá rồi, mình ghim vô thì khi nó bị sẽ bị mớp vô, nó sẽ bị hủng vô, nó không có tròn vô hoa, là mình cho ra chỗ khác nữa rồi. Các bạn ở nhà mà thành muốn cắm quen thì mình ớp cái hoa vô trước, ớt cái hoa mình nhắm chừng cái hoa nó dư khoảng bao nhiêu ra rồi mình cắm vô shop đó, khoảng bao nhiêu cắm mình chừng hao ra là mình ghim được. Dòng rìa của nó là 2, 3, 5, 8 bông nè. Đây cũng như là mình xen kẽ với nó hồng, mình đi xen kẽ với cúc á. Dòng rìa của nó là 8 hoa. Các bạn nào cắm mà không quen thì mấy bạn cứ đi theo cái khuôn khổ gì đi cho nó dễ, mình chia cái hoa ra cho nó cân đối cái vỏ hoa của mình luôn. Nó cân, mình cắm thì nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, mình cứ thêm bông vô, nó thêm bông vô hoài.
20 hoa. Cái dòng mình chia trên đều là ở ngoài mình cắm 8 bông rồi đó, còn ở trong cái phần nhỏ trong nào còn là 12 bông. Mình chia ví dụ như mình cắm mấy bên này 6 bông hay là 4 bông gì đó, chứ giữa nó 2 bông đó. Mình cứ chia mình tính trong đầu sẵn. Ví dụ như còn 12 bông là hai bên này cho mỗi thứ 5 bông đi. Là hai bên phần này nó 10 bông, còn hai bông mình vô cho giữa nha. Đây bông, đây bông. Mình cứ chia cái khoảng cách như vậy là mình cắm cái dấu hoa của nó sẽ đều. Khỏi phải tốn hoa, mình cứ cắm, nhiều khi mình không tính trong đầu sẵn cái hoa của mình á, là mình cứ thêm ba vô chừng nào cho nó đầy rồi thôi, nó rất sẽ tốn hoa của mình. Xong phần vô hoa, vô lá. Lá thì các bạn có thể vô đuôi chồn hoặc là lá khác, lá ngâu, lá gì nó tùy theo ngày mình, chỉ tùy theo cái đơn khách nó yêu cầu cắm hay gì đó. Sớt phải đi, nhiều khi khách nó đặt trên bàn á, giá hoa mình sẽ thấy đẹp. Ừ.
mấy bạn mà xem clip xong mấy bạn muốn thực hành gì á, muốn mình thực hành cái hoa gì với hoa gì cấm á, các bạn cứ để lại bình luận nha, sau đó mình sẽ thực hành theo ý của các bạn nha. Như hướng dương mà phó với lan hay là cắt tường hay là cắt chướng gì đó, món xấu thì các bạn cứ lại để lại bình luận là mình sẽ cấm yêu cầu bạn. Còn phần lá lan này mấy bạn vô, bạn nào kỹ á mình cho nó lên trên luôn, che nó lại luôn, thì cái phần lá, cái phần thân của hoa này nó xấu á, che nó lại luôn là cho nó nhìn nó đẹp, nó thực sự những khách đứng phía sau nó dòm tới cái giống hoa nó nhìn đẹp nè. Lá thì tùy theo lá lan, cái bữa cái lá nó cong gì á cắm gì nữa, bữa sau nó bị mất nước lá nó rủ xuống quay ra phía trước nè, ớt nó vô luôn đó, nó bám cái thằng hoa vì cái lá nó có mất nước hay gì đó nó cũng méo cũng bơm trong cái phần cái vỏ hoa của mình cũng làm. Xong che luôn phần xốp này nha các bạn, xốp thì mình tùy theo vỏ, cho mình che hai lá hoặc ba lá gì đó là tùy, nhưng cái này nó cũng hơi lớn ngắn chứ, mình cho nó ba lá đi, che hết phần xốp luôn. Xong phần thứ hai nữa các bạn. Các bạn nào mà có muốn gắn nơ cái trước gì đó thì mấy bạn cứ gắn nha. Thứ hai cái mình nhìn mình gắn nơ chỗ này. Các bạn nào muốn gắn mà cọc nơ vô chỗ này mình thì đó. Rồi dấu hoa mình sẽ hoàn thành nha các bạn. Đây là dấu hoa mình đã hoàn thành nha các bạn. Mời các bạn xem bước mình thực hành nha. Chào các bạn, thì là clip của mình đã xong các bạn thấy hay các bạn nhấn like, subscribe. Cái bên nút subscribe nó có cái chuông các bạn. Và nhấn được cái chuông đó thì khi mà có clip mới á, các bạn sẽ được thông báo nha. Chào các bạn.